Giải độc gan tuệ linh, sản phẩm chuyên biệt cho người viêm gan virus và sơ gan. Giải độc gan tuệ linh đã được thử nghiệm lâm sàng tại Viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả làm giảm nồng độ virus viêm gan B trong máu và có thể âm tính virus. Người đang có virus viêm gan trong máu để phòng ngừa virus bùng phát gây sơ gan, ung thư gan, hãy uống giải độc gan tuệ linh. Người thường xuyên uống rượu bia để phòng ngừa sơ gan do bia rượu, hãy uống giải độc gan tuệ linh. Giải gan tuệ linh, sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm bảo vệ gan số 1 Việt Nam. Hello xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em có ra ngoài sân làm cái bài mai chiêu thủy của em thì em hôm bữa hổm em có quay clip á em nói em đang làm đó thì em cứ làm dài 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 tới khi nào mà nó 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 hết thì từ cây từ đầu tới cây uh, cuối cùng thì thôi thì ở đây là cũng em chia sẻ một cái những cái cách mà em làm em nuôi à, nó, em thấy nó đạt cái hiệu quả riêng riêng của em thôi em thấy nó đạt cái hiệu quả thì em cũng chia sẻ lên cho anh chị em mình để anh chị em mình coi mình thấy cái nào mà hay thì anh em mình có thể là lấy đó để mình áp dụng qua cái cây của mình đang nuôi ha à, ở đây anh em nhớ cái bài này không cái bài này thì anh em mình rất là lên rất là nhiều clip cho anh em mình ha thì anh em thấy không hôm nay của nó tầm khoảng 14 tháng nó không tới năm rưỡi nhưng mà nó tầm khoảng 14 tháng thì mua về tán đầu đinh không anh em thấy không thì hôm nay của mình nè, mấy cái này là lúc trước cắt đầu đinh nè ha đây thì bây giờ em nuôi một cái bự một cái nhỏ lên em thấy rõ ràng đây ha một năm mấy mà anh em thấy không với cái không phải là em nói em nuôi tốt gì hết ha nhưng mà đối với cái cây mà tán đầu đinh mà một mười bốn mười 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 bốn mười tháng anh em thấy như thế này thì nó, nói chung là nó đạt phải không anh em ha à, nên cái cách nuôi mình áp dụng vô cách nuôi vừa cái cách thay phân vô chậu nè cách nuôi cách tỉa cách chăm sóc hàng ngày nó sẽ ảnh hưởng đến cái cây ha à, thì em thấy nó hiệu quả nên em cũng chia sẻ cho anh em mình thôi đây mấy cái cây nè thì à, đây em lý thuyết sơ quan cái hiện hồi em sẽ làm một cây cho anh em mình ha đây, này mình xem ha như lúc trước em cũng có nói rồi cho anh em mình rồi ha khi mình nuôi thì mình đừng có cắt cắt ham cắt quá ha thì ví dụ như bữa hổm như cái cây này đi bữa hổm nó em thả cái tượng này em cắt cái tượng này nhưng mà khi em thả cái tượng này bự xong em sẽ cắt cái này là mình cắt ví dụ như cái cây của mình nó nói dễ kiểu dễ hiểu là cái cây của mình nó năm cành thì cái cành nào tới trước mình cắt trước cành nào tới sau mình cắt sau và dạ. ừ. nếu mà cái cây của mình cái trường hợp xui đưa cái trường hợp không biết ngon nữa hay đi cây của mình nó cân cốt đều một lượt thì mình cũng có nên là cắt một lượt hay không hay là mình vẫn cắt hai nhánh ba nhánh và mình chừa lại một nhánh hai nhánh trên cây thì lúc gài tùy vào cái mùa nữa em lúc gài là cái mùa mưa bão mưa nước em, dư mình sợ nó dư mai chứa thủy là mình sợ nó dư nước thúi vậy ha. thì mình có thể là cái nào tới trước mình cắt trước cái nào cần thiết mình cắt trước nha mình vẫn chừa lại để cho nó hút nước để cho cái cây của mình nó vẫn khỏe mạnh nha và cái cây của mình nó không có bị sượng cây anh em coi ha ừ. như cái cây này em nuôi lúc trước là em nuôi cái nạn thun cắt ngang đây em nuôi lên nuôi lên hai cành nó y chang như nhau đó bắt đầu em sứa em cắt nè anh em thấy không cắt cái nó lên một ngay tân ngay tăng đầu hết trơn này Nên em thấy rất là rõ ha đó thì cái tược bên đây em thả em thả nguyên cái tược này bây giờ cái như cái này là muốn cắt đây làm vẫn cắt được rồi nè nhưng mà ở đây nó có nhánh em tận dụng cái nhánh này em lấy lên em sửa như vậy trước nha để cái tàn này để cái cái nhánh ở phía trên nè để cái nhánh ở phía trên nè một là nó sẽ che mát anh em thấy không nó che mát nè nó che mát cho cái thằng ở dưới đây thì cái thằng ở dưới đây nó phát triển nó không có bị cháy đầu nhanh liền thẹo khi mà cái tược này nó ra tầm khoảng à, à, cái đầu đũa ăn của mình nha đầu đũa ăn thì mình cặp dây vô mình sửa ở đây thì mình sẽ chuyển qua mình cắt bên đây cắt bỏ bên đây Nha, là mình đảm bảo cái cây của mình hồi nào nó cũng có cành có nhánh có lá trên cây thì nó sẽ nhanh phát triển hơn nó không có bị sượng cây đây anh em thấy không nè như cây này cốt một em cắt nè cái này đang lẽ em cắt cũng được luôn rồi nè đó nhưng mà em vẫn để đây để đây để nó có nhiệm vụ là nó nó hút nước nha cho cái cây của mình nó không có bị khẩn bởi vì mình nuôi cái cây của mình nó có 14 15 tháng nhưng mình nuôi rất là nhanh nha như cái cây này anh em thấy không cây này là bơm tán đầu đinh sát như này nè. cắt sát đây nè nó lấy lên hai một nuôi một lấy cành một thằng này nối nhịp lên lấy cành ba thì mốt em lấy cái thằng này cho anh em kéo ở đây em làm cành tư nè ha và cái cành phong anh em mình hỏi về rồi lấy cành phong đâu cành phong là nằm ở trên đây nè ví dụ như cái này là mặt sau đi cành phong sẽ nằm tên tên cái nhịp nối này chứ không phải là anh em bắt à, cành một đây rồi cành phong đây rồi cành ba đây nha không phải là bắt đây chỉ bắt hai bên một rồi nối lên cái này nó bự lên bự cái này thì mình sẽ lấy cành phong nếu mà nó có một thì mình sẽ lấy cành phong còn nó không có thì mình sẽ áp ha nè như mấy cái cây này nó có sẵn nè đây anh em thấy không cây này đây cái này là cành phong này. cành phong nó sẽ nằm ở trên đây nè thấy không cái này là cái nhịp nối nè thì cái cành phong này nó nằm trên cái nhịp nối ở trên đây này nha cành phong là cành số 2 phía sau ha anh ừ. em thấy không em chừa cốt một em cắt cái cốt trên cái này em chừa cái nhánh cành ba nè anh em thấy không cái nhánh cành ba nè cái nhánh này cho nó dài khoảng tất gửi đến hai tấc thì em sẽ cặp dây vô em sửa và khi em sửa cái này giảm lấy cái nhịp ngọn này lên nè Nên là lấy cái nhịp ngọn này lên thì em sẽ cắt cái cốt một nè em hôm nay em cắt gạo qua nói chung là cây nào tới thì em cắt uh, tới cây nào chưa hiểm chưa, cây nào tới có thì em cắt nè, Đó. em dần dẫn, dẫn cắt nè, đây. cắt này lấy nhịp nói lên này thấy không? còn cúc một em cứ thả cho nó bự thôi, đảm bảo, bảo anh em đâu có thấy cái cây nào mà nó trụi luôn đâu, Đó. cây nào cũng còn một nhánh hai nhánh một nhánh hai nhánh ở trên cây hết, đây, ừ. kia, kia. đây, Như mấy cây này nè. cắt nè, ừ. Ừ. cắt, bây giờ em đang em đang dính cái nhánh cần tư lên nè. ha em dịnh cái cái nhịp nói lên đây nè nè cành nhánh em nó tốt mịch nè thấy không nó rồi cái khi cái mà cái thằng này nó bự và cái cành ba này em vô được một nước dây cành ba xong em sẽ cắt thằng này nó cái thằng này mơ chịu nhiều khi mình mình sửa có sửa như vậy thôi chứ không có lấy dạ gì đâu ha thì em sẽ cắt em lấy cái mồi con chút xíu dưới đây nè em lấy cái mồi có chút xíu tại vì em làm mini nữa nó cũng gọn thành phẩm là cỡ này nè đó ha dạ ở trong đây thì nó tới cái bài này của em hiện giờ nó còn khoảng năm trăm mấy chục cây hiện tại thì cái bài này anh em muốn hỏi chia rất nhiều nhưng mà em chưa có giao lưu chưa có thời gian em đóng thùng đóng hàng để em cũng chưa giao lưu em để nuôi đây tại vì giờ nó kệ nên nè đôn kệ hàng luống nó ngon như vậy giờ mình để nuôi cho nó đã và cái bài sau thì em bứng cũng hai trăm mấy chục cây nữa là nó cũng ra khoảng bảy 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 trăm bảy trăm mấy chục cây nếu mà em đang làm cái sân bên kia nếu mà làm được nữa thì em có thể làm mua gì nữa em đầu tư cho tới 26, 27, sáu 29 bảy tám chín em bán À, nay mới là giữa giữa 23 rồi, chuẩn bị qua 24 rồi, 25, 26, 27, khoảng 26 đến 27 là cái bài này nó đã có thành phẩm rồi. nói chung là làm kiện thì anh em thấy 2 3 năm em em nghe nói nó lâu lắm, tại vì anh em không có có làm trên đó nên em thấy nó rất là lâu. còn đây em làm lay quay qua quay lại làm không kịp đó là nó đã tết nữa rồi. như cái cây này em đang kéo xé cành một cây này thấy không? Cặp dây vô xé cành một ra, mới vừa lạng để cho chờ cái chỗ này nè chờ cái này nó lên mục một này nè cái mục của mình đang lên thì mình chờ rồi nè ừ. Ừ. đây cành một dạ này nè vài bữa nữa em cắt cái này nè chờ cái này nó mập mập lên chút nữa là em sẽ cắt ngang đây nè, cắt ngang đây kéo cành ba xuống đây lấy cái này lên làm cành tư nè trong cái quá trình mình nuôi anh em cũng có hỏi sao mà cắt ngay đâu có lên ngay đó hả một là mình cắt mình phải canh mục không nữa thì phải áp và trong cái chưa nếu mà mình chưa áp cái gì mình sửa vậy nè nó có cành sẵn như vậy phải không thì mình cũng phải tận dụng nó mình lấy cho dù á mình lấy nó mình để ở đây đi tới nó bự xong mình cắt sát vô trong đây nè thì ngay chỗ này nó vẫn còn cái mầm để nó lên nha. thì nó sẽ lên đúng cái cành tư luôn em thấy không đó, định hình nó xong rồi nè. đây còn thiếu cái cành ba nè ha nè cành một nè cành phong có nè cành phong nè em thấy không nè, cành phong nè đó cành phong rồi cành ba đây nè Nên lên đây cành tư nè mốt em rút ngay chỗ này đó, Nên ra cây rồi mới có năm mấy thôi 14 15 tháng rồi, Nên thấy không cái này nó định hình xong một hai ba hết rồi nè à, đây cái này nè giống như cái cây nãy em mới còn cái cây mới vừa quay xong có cặp, cặp con dây lên em theo đây thì như cái cây này nè cặp con dây lên thì nó đã lên nằm đây nó bự rồi nè bây giờ em chỉ chờ thời gian này. đây cái từ cành ba này em thấy không nè cái từ cành ba nè đó thì em sẽ cắt ngang đây cắt ngang này em lấy cái đó xuống làm cành ba còn đây là cành tư nè. nè cành phong của em nè đó đây trong quá trình nuôi thì em sẽ gông bỏ hết những cái phần đây tại sao chừa cái chóp ở trên đây thôi chừa cái chóp ở trên đây để nó che nắng một phần còn những cái nhánh thừa ở dưới đây nè anh em mình gông trống luôn để cho nó thoáng nó lọt cái ánh nắng xuống đây để những cái nhánh ở dưới đây của mình tốt chứ mình đừng có chừa thùm lùm hồi, hồi em sẽ qua em quay cái đám thùm lùm em chưa làm tới cho em mới làm có khoảng 6 clip à trong quá trình nuôi là em sẽ chấn đế cái này em chưa ở không tha keo nè hổm gầy mưa quá em chưa ở không tha keo nè cái này phải tha keo nữa nha nó trong quá trình nuôi nè anh em thấy không mình vừa làm cành mà đế này mình cũng phải làm luôn cái cọng đế nào bự em sẽ bấm để bấm vậy xong em còn chưa tại bởi cái bầy này em nó làm nó, nó, từ 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 từ, từ chậm gãi chậm gãi làm hoài tới khi mà bấm vậy phải không bôi keo liền sẹo vô tầm khoảng 2 tháng ha cho nó bo cái mặt thẹo ghế xong bắt đầu em sẽ lấy cái ống nước 60 hoặc là mua cái ống 90 á cắt con phanh vậy nè cái em cắt em để vô đây cái em em đổ cát lên Nha, cho cho đây nó mồi ghế nhỏ nhuyễn ra nữa Nha, lên vẫn chút như nè lắp cái củ này lại cho nó nở cũ củ của mình luôn ừ. ở đây thì nói chung là nó đa dạng cây em làm đủ thứ thôi nè, như cây bên đó cây pin cho anh em thấy không ừ bữa hôm anh em có nhiều anh em hỏi cứ làm cái pin 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 á đây mấy cái này em chơi thiên nhiên nè em đánh cành khác Nha nói chung là không có bài hết bài cũng có rồi à, cành phong dưới cũng có cành phong trên cũng có rồi thiên nhiên cũng có trực pin cũng có nói chung là đụng cái nào em làm cái đó làm cho nó đa dạng nó nhiều nhiều một tí nè, mới rút cành một nè rút cành một với cành ba nè cành ba này em rút hai lần này, nè cắt đây một cái ra đây em bấm một cái nữa đang lấy cái này em kéo xuống nè thì đụng tới đâu em làm tới đó để em qua bên kia em quay cái trực pin cho anh em rất là nhiều anh em hỏi cái trực pin bắt cành sao cho nó đẹp cây cái đặc biệt thấy vậy chứ cũng khó làm lắm nó dễ bị phụ lắm nè như còn mấy cái này em đang nói nhịp lên nè ở cái bài này thì em nhìn em còn đã luôn anh em dập mà em đang ghiền mini nữa anh em nó nuôi nó nó nó, nó mướt nó nó bắt được phần đâu đó nó vô nề nếp rồi Nên cái nhìn nó, đã lắm anh em ơi nè. cành ba của em nè đang đang dân dẫn dẫn cái ngọn lên nè nè, nè. dắt đế nè. Nè. nè cây này à, từ nay nay em gồng cái này xong tới tầm khoảng nếu mà ở không thì làm tiếp còn không ở không làm bỏ tới tết là em cắt cái bài này nhiều lắm giờ tới tết là có thể là rút nhịp một nhịp hai xong hết luôn Nha. qua năm kế cái nữa làm nó nó mới đã nè này nữa cái trực pin này thấy không nữa. hai cái cốt bên đây chưa hết anh em thấy nó dằn ra ha đánh cái chữ thập Nha. nhân vô thập toàn nè anh em thấy không giống với thập một hai nó ngang nhau rồi bật lên ở lên tên cứ xỉa tiền vậy thôi nè. này em đang thả cái cốt ngọn này cho nó mập như vậy nè đây anh em theo cắt đầu lên đó ha mình phải canh nha mình phải canh mục nha nè cây này em vẫn chừa một cái tược chứ không có hồi nào mà em cắt hết hết nhiều khi anh em mình mê quá cái anh em mình ra cắt cái bẹp đây cái anh em mình cắt ngay đây luôn thì cái cây của mình nó không có tược thì mưa nhiều nó sẽ nhiều khi nó sẽ bị yếu cái cây nè nè ha nè này nó liền thẹo nè mới có 14 tháng mà em cắt tán đầu đinh bữa nay liền thẹo luôn nè. liền thẹo rồi giờ em mới cắt cành một nè cắt cành một này đợt trước em cắt đợt trước nè nha. thì cành hôm nay nó ra nữa mốt em bấm sát đây nữa nè. đó. còn cái này đây cái nhịp ngon nhịp nói nè cành ba nè thì mà chị em sẽ cắt ngay đây nè nó cắt ngay đây thì em lấy cái này lên em kéo qua đây cái này em kéo xuống làm cành ba ừ. cái bài này nói chung là với em em đầu tư cái kệ ấy, anh em nó ngang ngực ngang ngực hết trơn à đứng đứng em bữa hôm đo đo mình đặt đôn mình đứng lên là nó ngang cái tầm mắt của mình luôn chiều chiều dạo cái mắt mát cái gì, dạo ra đây làm à Nên, như cái này nó nó nó, nó cốt chuẩn hết trơn rồi ha một có nè cành phong nè ba nè đang nói nhịp ngọn nè nè cành tư có sẵn luôn ha cái mục của cành tư nè đó cái bài này anh em giờ nuôi khoảng 3 năm nữa là cái mấy cái cây này lên ba mươi mấy hoành hết hoành eo ba mấy hết nếu bạn giờ mình đo cái hoành chỗ này thì nó cũng tầm khoảng 13 14 cái chân ngay chỗ cái cổ ghế này cũng tầm khoảng 17 18 dưới đây cũng tầm khoảng 30 35 nhưng mà nuôi lúc mà tới nó thành phẩm cái thân này nó bự mặt tay của mình ha. chỗ này nó khoảng ba mươi mấy vậy nè về chứ nó lớn dữ lắm lớn mấy cái này thì đánh thiên nhiên nè rút nhịp ngọn nói lên à. nè mấy cái này mới cắt nhịp ba nè. nè thiên nhiên đây mới rút nhịp một nè dài dài nè nắt hai nhịp nè nói chung là em làm cũng kéo ra cho nó đa dạng hơn đa dạng về cái mẫu mã cây còn đây nè ví dụ như cái cây này anh em mình và em vẫn chơi cây bài nhưng mà cây này em sẽ chơi nó lai like thiên nhiên em đánh cái em anh em thấy không cái đoạn ở dưới đây nè từ lên đây nó lên đây nó chỉ có 10 thôi nhưng mà từ đây lên đây nó sẽ là 15 ha, nữa em đánh cái cành lấy cành ba đây em đánh cho nó lai like ra đánh cây thiên nhiên nhưng những cái cây mà có demo trên những anh em nước ngoài đã chơi á, thì mình cũng đeo đeo mình học theo nhưng mà mình nuôi cái dạng này, ví dụ như một cây bài, anh em nuôi tầm khoảng 3 năm là là có thể nó thành phẩm nhưng mà những cái cây này nuôi tầm khoảng 5 đến 6 năm coi nó mới được nha. Chứ còn mà 2 đến 3 năm nó sẽ là cây lỗi, cây bài lỗi. Nhưng mà mình nuôi tới nước nó nó sẽ đẹp ha. Này đánh em đánh cây lai nè, đánh cái đoạn ở trên nó cao hơn nè em thấy không? Thay vì bây giờ em muốn cắt đi. Em muốn cắt thì em sẽ lấy cái tượng ở dưới đây nè, em cắt ngang đây nè ha à, là nó đúng tỷ lệ nhưng mà không em sẽ cắt cao lên để em chơi giống như cây bài thì em đã một đống rồi thiếu thiếu gì cây bài nữa em muốn chơi một hai cây cho nó lạ lạ nè như cái này em chưa tự nói lên nè thấy không Đó. cây bài đúng tỷ lệ thì mình làm nó rất là dễ đây nè kéo cành ba nè nói chung là cây bài thì mình đã lên hết trơn rồi mà mình sợ gì Đó. chơi một hai cây lai 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 vậy cho nó, nó 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 đa dạng mấy cái này em mới làm hôm qua nè đây, cái xe còn bỏ đây nè giờ à, làm tiếp ha Em mà đẩy xe tới cái em à, làm một cây hai cây gì cho anh em mình làm cây bên đây đi ví dụ cây bên đây đi ha đây nghe sách ra làm thôi nhưng mà trong quá trình nuôi anh em mình ví dụ như anh em mình đang nuôi ở nhà anh em mình có một cái cây giống như vậy đi ha anh em mình có một cái cây giống như vậy rồi mình đã xác định ví dụ như đây là cái nhịp nói em chỉnh điện thoại gần cho anh em mình dễ thấy đây Nha. mình mút mà mươi chiều là mình cắt này. Đây. đây anh em thấy cái tượng này nó có cái lá này anh em thấy không? đây nè, cái lá này chứ nó quan trọng lắm nè, mình phải kỹ cực kỳ kỹ cái lá này khi mà mình cắt thì cái mầm chỗ này nó sẽ nhảy lên. Nha. bởi vì cắt ngay đầu là nó sẽ lên ngay đó. đó rồi, mình đây mình vẫn canh xương cá đi. tuy gần mới mốt có thể là mình sẽ rút vô trong đây nhưng mà trong quá trình nuôi thì mình cũng phải là canh xương cá, ha, canh xương cá và cái nào nó nó đúng vị trí thì mình cứ để đó để để đó làm chi? để đó để nó giữ cái mục cái tược cái mầm cái mắt ngủ á để nó giữ cái mắt ngủ đó ha để khi mà mình rút nó sẽ lên ha. còn những cái nhánh này, ví dụ như nhánh âm không đúng vị trí thì mình diệt nó luôn nè còn trong quá trình nuôi nè mình những cái nhánh tông thân nè không nó thầm lùm vậy nè một á thì nó sẽ che nắng những cái nhánh này nó sẽ che nắng đi mấy cái nhánh ở dưới đây mấy nhánh dưới đây nó sẽ không phát triển cây của mình nó sẽ dồn sức lên đây nó nuôi những cái thằng này nè mấy cái thằng này không quan trọng nên mình sẽ diệt nó ha diệt nó cắt ra cho nó thoáng nó lọt ánh nắng vô cái cây của mình à, nếu mà xiên bởi vậy anh em thấy em xiên rất là xiên em tỉa như vậy nhiều khi anh em tội ở không đâu làm thế này thì bởi vì em mới xiên thì cái cây em nuôi nó mới có mười mấy tháng à. 14 mười 15 mười tháng là bây giờ đã liền thẹo đầu cốt nó đã bự đã mập hết trơn rồi à, thì cái gì cũng phải xiên nó rong ra này thấy không nè, mấy cái nhánh nhỏ vậy em mình có thể tuốt nó luôn chà vậy chà vậy cho nó đừng có lên nữa à, để mười mốt nó lên nữa mình mắc mình tỉa nữa ha à, à nè cái nhánh này anh em mình chừa cái một nhánh thôi chừa một cái một cái cộng nó thôi chứ đừng khỏi còn chừa xương nhánh đó. vậy nó mới nhanh lớn nha rồi mình có thể là gông lá nó nè đó mình chỉ giữ cái cộng nó thôi đó. còn những cái còn lại mình diệt nó hết nè đây thì chỗ này ví dụ như đây cành tư nó sát bên mình cũng diệt nó luôn cành này không đúng không đúng vị trí rồi mình sẽ diệt nó Uh -huh. kỹ bởi vì làm nó mới sạch sẽ nhanh lớn được chứ anh em ha Đó, giật những cái lá chân này mình giật ha. cái nào mà nó không đúng vị trí mình giật Đó. cái này mốt vậy thấy vậy chứ mốt có nhiều cắt ngang đây nè tại tên đây tại sửa sửa chơi vậy thôi chứ mốt cắt là cắt ngang đây không chừng nữa nè ha. nuôi cho nó bự lên bằng ngón tay út là cắt cắt ngang đây nè ha. chứ nhiều khi không có lấy cao nhưng mà vô dây rồi là phải vô dây vậy đa số ai em thấy ai cũng vậy hết đây phía sau có cành phong này anh thấy không ừ. ừ. trong quá trình nuôi của mình nè đây nó lên hai tượng này thấy không mình thấy cái tượng nào lấy cành phong đúng cái tượng có tên đây cái tượng này lấy cành phong đúng nè ha thì mình chưa nó mình dưỡng nó đó à, nó để mốt cho nên mình lấy cành phong Nó còn những cái tượng này cái tượng này nè đó không cần thiết phải không bấm tỉa bấm tỉa để cho nó một quá nó rất là hay nó không có dành chất dinh dưỡng hoặc là phân của mình tưới vô À, mình tưới vô mà cái cây của mình nó nó nuôi ở đâu không mà cái nhánh của mình cần nuôi ấy, thì nó lại không mập đúng không thì mình sẽ bỏ nó loại bỏ nó, à. mình gông lên rồi sẵn gông làm chi gông để cho nó lọt ánh nắng vô, à. nè, mình chỉ cần giữ cái tường này là được rồi, nè, cái mầm lá cho này giữ cái mầm lá này là được, à. sẽ sẽ diệt mấy cái thằng không quan trọng, mấy cái thằng này nó chỉ là che nắng của cây thôi. À. Đó, gồng lên tới chửa chóp tên đây làm gồng mình gồng cảm thấy nó lọt ánh nắng vô dưới đây là được nè bây giờ em em thấy không ở tên đây nhấc nhóc cái chỗ phản tống để cho nó lọt cái ánh nắng xuống đây ha thì cái cây của mình nó mới phát triển được nó như vậy là xong ha còn nào mà nếu mà kỹ hơn nữa nè giống như cái cây này ví dụ như một tháng sau một tháng nữa là mình cắt ngay chỗ này được bây giờ mình đừng có cắt mình ra mình sứa nhẹ một cái ngay chỗ này nè ngay vị trí nè sứa nhẹ một cái vậy đó cho nó tày da thôi nó tày nó hơi tày tày da thôi để làm chi để nó kích cái mầm này nè cái mầm này khi mà mình gọn giống anh em mình có vô phôi me vàng không phôi hay me vàng mà những cái cây mà nó không có cành nó không một tự có bắt buộc mình phải sứa sứa để cho nó tụ nhựa lại để nó kích cái mầm này đi ra thì mình chưa có cắt nó thì mình đã cắt như vậy sẵn để tầm khoảng uh, 10 ngày 20 ngày gì đó thì nó sẽ nhảy một cái mầm ra nó nhảy một cái mầm ra đây nó vậy thì mình đút cái sứa vô đây mình cắt mình lấy cái mầm này là vậy là quá ok đúng không Ừ, Hả? có gì đâu Nên Nhiều khi thì cái cách em làm thì em thấy nó hiệu quả Nhưng mà nhìn ngược lại anh em tội thấy làm như chi mất công Bỏ không nó cũng tốt nữa thì anh em làm sao làm Còn nãy em cũng nói đây là ý kiến cá nhân Em thấy em làm theo cái cách này không biết là nó nó anh em có có đồng ý hay không Nhưng mà em làm em thấy nó hiệu quả cây em nó tốt nó sung nó ngon thì em mới chia sẻ còn nhiều khi anh em mình không cần làm cái này nhưng mà anh em mình có cách làm khác thì cái cây của anh em đó của mình nó vẫn phát triển vẫn tốt ha thì mỗi người nó sẽ có một cái cách làm đây cành phong cành phong phía sau cành phong nó bự cành phong được trước em đã cắt trước rồi nè em không cắt em chưa lấy hai nhánh này. cành phong phía sau lấy có hai nhánh thôi phía sau nó còn những cái cành này cắt bỏ cắt để nó làm chi để cho nó che nắng mình cái nào mà anh em thấy nó sung mướt tên cái nhánh đó mà nó anh em nhắm cảm giác của anh em nhắm nó nhắm nó bự là cái cành của mình nó bự thì mình sẽ để còn những cái nào mà nó đeo 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 theo nó hút nước nè nó hút phân nè nó nó che nắng nè nó không có giá trị gì hết trơn á thì anh em mình sẽ diệt nó ha cắt thoáng lên cắt một cái là nắng nó lọt vô là cái cây của mình nó tốt rồi ở trên đây nè ví dụ như ở trên đây một chùm ở trên đây nó như vậy anh em cảm thấy nó quá nhiều thì anh em mình cũng có thể là anh em mình sẽ cắt bỏ bớt luôn Chưa cắt bỏ những cái tược đeo này nè mấy cái đeo đeo này nè nó đâu có bự nó không có giúp bự cây thì mình cắt làm sao mình cắt cắt sát vô đừng cho nó mọc nữa cho nó thoáng cái cây của mình luôn như cái này nuôi gông như vậy gông như vậy cái nó nó nó, nó mấy cái tược chỗ này nó đâm tược lên nó đâm tượng lên là nó đang mọc cây thì nó đâm trong vòng 30 cho đến 50 ngày là cái chột này của mình nó bư chán như này. mình cắt như vậy là mình kích nó lên mầm giống như cắt như vậy là một cái tháng đầu tiên nó sẽ thoáng ra để nó lọt cái nắng xuống đây nhưng mà cái tháng thứ hai khi mà chỗ mấy cái tược nước mấy cái tược gừng chỗ này là, mọc lên đó, nó mọc lên mọc tược rất là non luôn thì nó mọc lên là cái cốt của mình chỗ này nó sẽ mập thì mập là mình sẽ cắt ha à. à, nuôi nuôi, nuôi nó mập nuôi ghiền bởi vậy mới mê phải hỏng mê làm bán hết còn dài 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 phía sau nè mấy kèm đó nó chỗ có bự chán luôn nè thấy cắt thấy vậy chứ lay quay lay quay là là em làm không kịp à tại vì cái bài này tổng hết của em á là nó tới nếu mà tính mai chiêu thủy hiện tại mình tính mai chiêu thủy tinh sân đi là nó còn khoảng tám trăm tám chục ngoài cây bự nhỏ có bự có nhỏ có chứ không phải là nó đều hết nha không phải là bự hết mà cũng phải là nhỏ hết nha, khoảng tám trăm cây bự nhỏ các loại luôn à, bự có nhỏ có sao núi khoảng uh, tầm mấy chục cây 200 cây sao núi chắc khoảng hai trăm mấy 300 trăm mà ừ, mấy cái này em đang sửa cốt ba nè mấy cái này hiện đánh phun rộng nè bên đây anh em thấy không mình chưa có làm cái nó thùm lùm như vậy nè nắng làm sao mà nó lọt xuống đây được đây anh em thấy rõ ràng không đó bây giờ nè nó thùm lùm như này. nắng nó đâu có lọt xuống dưới đây được đâu mà nó tốt ha, bởi vì mình cắt mình gông ra cái là nó sẽ lọt ánh nắng vô liền anh em mình coi bên đây trước đi rồi em quay trở lên bên kia cái anh em mình coi cái thấy khác rồi nè nó nó um tùm như vậy nè thì nuôi cái cây của mình nó sẽ không có lớn nó không có nó vẫn lớn nhưng mà nó không có lớn ngay cái chỗ mà mình cần Đấy, hiểu không chỗ nào mình cần nó lớn thì nó lại không lớn như cái này gông ra cái là tháng sau là em cắt được cái này liền ha, gông bởi gông nhìn nó nhanh lớn nó nó vẫn bự nó vẫn lớn nhưng mà nó sẽ lớn không như ý muốn của mình còn ở đây mình cắt ra như vậy là mình muốn lớn chỗ nào là nó sẽ lớn chỗ đó đây ha em nè, nè cái clip bên đây hiện gông ra rồi nè em thấy không nó nó thoáng nó lọt ánh nắng vô mỹ mới tốt được chứ nè, mới làm có còn trong đây ba clip nữa nè ba clip này chưa làm nè một hai ba clip này chưa làm em mới làm từ đây dài rồi đẳng nè à. đó thì à, em biết nhiều hiểm chia sẻ cho anh em mình nhiêu thôi như cây này bữa hổm em làm bữa nay em chuẩn bị tới làm nữa nè đây bữa hổm nè anh em thấy không em tuốt ra hết em lãi xương cá em chừa mấy cái gồng rau như vậy nè để cho nó lọt ánh nắng vô khi mà gông ta được khoảng 2 tháng thôi là bắt đầu ở tông này anh em thấy không ở tông này nó phát triển anh em thấy nó nó đen kịnh nó xanh đen luôn không bây giờ là nó nó hai tháng mấy rồi bắt đầu nó um tùm lại nữa rồi thì cây này giờ tới đợt làm cái này với đây em tỉa hoài luôn nè thì cây này giờ nó cũng đã tới được lượt làm nữa rồi cây này làm xong cái bài kia thì tầm khoảng từng lấy 10 ngày nữa là làm sách cái bài cây mấy cây này vô em làm nữa tới này nó à, ở tầm này tối thui nữa nè đâu có nắng đâu mà tốt mấy cây này mới lại lá nè lại lá em thay lá em thay lá đang thay lá nguyên cái vườn của em luôn Ha, nguyên cái vườn sam mấy cây sam núi nè ban ngày nắng thì em sắp sam vô nhà em lấy lá còn chiều mát thì em sẽ chạy ra em lạp phía ngoài hai cây nguyệt này chuẩn bị tới làm nữa nè điểm dây nè. mới thay lá hết trơn luôn lên đá mới nè nè theo đang lên lá thay lá ha nè, bên đây nè bên đây thay lá nó, mới bung rồi nè như cái này nè cái liệu gũ hổm có quay nè à, này đã bùng lá rồi nè thay lá cái trụi lũi hết rồi nè mấy cây này thay em thay lá được trước nè hôm nay đã bung hết trơn anh em thấy không ừ. em chuẩn bị đang dọn chỗ em còn bứng à, số xanh nữa xanh à, xanh núi cái bài đó em mua cũng lâu rồi, em gửi lại thì nay tới à, tới đợt bứng rồi này à, bứng về này còn bên đây nè cái này hổm gà nói chuẩn bị làm kệ mà hổm gà chưa có không nó tại vô đợt làm công việc nữa rồi vài bữa tới đợt tới thì em sẽ xách mấy cái cây này vô để em quay clip cho anh em mình anh em mình nhớ mấy cái bài này không bộ hổm em chia sẻ cái cách nút cốn cho anh chị em mình nè à, thì hôm nay tụi có đã phúng vài thòn hết rồi mấy cái này đang vô làm dây được rồi nè chứ để nó bự quá là bẻ nó không có đẹp à, cái này tới làm nữa rồi nè cái này lùng tùng xín cây đổ này để em cũng nói với anh em cây đổ này ngán ngán lăn lá đợi đợi để em mốt vô làm clip cho anh chị em mình luôn chừng chờ cho nó bự bự đặng gút cốt ừ. nè cái bài sam đợt trước em cũng chia sẻ mà bữa nay cũng lên thùm lùm nữa quay chắc không thấy đâu nè, mấy cây bữa hổm em sách vô làm clip cho anh em mình nè thì hôm nay thùm lùm vậy đâu có làm gì được Về bữa phải tỉa tới, tới đợt tỉa làm cây này phải tỉa tại vì nếu mà mình không tỉa bỏ những cái nhánh thừa thì cái cây của mình nó tốt ngay chỗ mấy mấy cái chỗ đó không à còn cái chỗ mà mình muốn mập ấy, nó, nó, lại không mập muốn tốt nó không tốt nên mình bắt buộc phải tao cái da quá trình nuôi là mình phải bấm tỉa bấm tỉa bấm bỏ bấm tỉa bấm tỉa bấm bỏ bấm hoài à, còn đây nè giờ làm kệ bên đây đặng đưa mấy cái hàng chậu này lên đây đặng về mới phôi đặng phải qua đó còn trong đó một ừ còn cả tâm cây sam mini chưa có sửa luôn cái này thùm lùm nữa rồi mày mai chưa thủy nhiều có một số cây cũng chuẩn bị tới gút cốt nữa nè linh sam cái này chờ tới gút cốt em cũng đam vô em làm một clip cho anh chị em nè này linh sam con cây một làm con cây một làm clip mấy chữ thủy này tới là gút cốt nữa gút cốt làm xương gút cốt làm xương rồi làm clip chia sẻ ngắn cho anh em mình ha thì chia sẻ cách nuôi để anh em mình coi nó có hay hiệu quả thì anh em mình cứ việc áp dụng vô thôi em thì nói chung là biết cái gì thì em chia sẻ cái đó chứ chưa chắc hay hơn ai đâu nhưng mà được cái là nhiệt tình chia sẻ cho anh chị em mình để anh chị em mình biết cái nào nó, nó, nó hay nó lợi ích thì anh em mình cứ phát triển thôi à, rồi em cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều em cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa luôn